Thực hiện chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trong thời gian qua, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu đã tuyên truyền, vận động, đồng thời có giải pháp hỗ trợ. Qua đó, các hộ dân nuôi cá lồng bè trên sông Cu Đề và khu vực biển Làng Vân đã hoàn thành tháo dỡ, chấm dứt việc nuôi cá theo chủ trương chung. Để sớm chấm dứt việc nuôi cá lồng bè trên sông, biển theo chủ trương của thành phố, phường Hòa Hiệp Bắc đã tuyên truyền, phổ biến đến các hộ nuôi cá lồng bè. Cùng với đó, tổ chức họp dân và vận động người dân thực hiện kế hoạch xử lý chấm dứt hoạt động nuôi trồng thủy hải sản lồng bè và hướng dẫn người dân đăng ký chuyển đổi ngành nghề. Chấp nhận chủ trương chung thì chúng tôi cũng tiến hành thối dỡ theo đúng ngày quy định của cấp lãnh đạo. Thì ngày hôm nay bà con chúng tôi là thực hiện đúng theo cái chủ trương chính sách của nhà nước đề ra, để chúng tôi thực hiện là thối dỡ các lồng bè, đưa hết toàn bộ lên trên của mặt sông nước. Với sự hỗ trợ tích cực từ địa phương, những ngày qua các hộ dân đã khẩn trương tháo dỡ các lồng bè trên sông. Phường Hòa Hiệp Bắc có tổng cộng 35 hộ nuôi cá lồng bè, trong đó riêng sông Cu Đề có 27 hộ nuôi. Ngoài chế độ hỗ trợ theo quy định chung, phường Hòa Hiệp Bắc cũng đã hỗ trợ người dân trong việc tiêu thụ cá. Theo đó, phường hỗ trợ đầu ra cho người dân để tiêu thụ cá lớn. Còn đối với cá nhỏ chưa đến kỳ thu hoạch thì phường đã vận động các tổ chức cá nhân hảo tâm hỗ trợ 240 triệu đồng mua cá của người dân để thả về sông, góp phần tái tạo nguồn thủy sản. Trong quá trình thực hiện chủ trương thành phố thì bà con thì cũng có hai cái nguyện vọng. Một đó là nhất là chuyển đổi ngành nghề. Cái thứ hai nữa là hỗ trợ cho bà con trong vấn đề đó là cái giá cả, để bà con có cái việc đó là thu hầu cái là cái vốn đã bỏ ra cũng khá là nhiều. Qua đó thì đối với lại bà con cũng đã đồng tình ủng hộ với cách làm việc của địa phương. Đối với lại những trường hợp mà về chuyển đổi ngành nghề, địa phương cũng sẽ tổng hợp và chuyển cho cơ quan chức năng để có cái tiếp cận và giải quyết cho bà con trong cái thời gian đấy. Với sự vào cuộc quyết liệt của địa phương cùng với sự đồng thuận từ người dân, đến nay phường Hòa Hiệp Bắc đã hoàn thành việc chấm dứt tình trạng nuôi cá lồng bè tự phát kéo dài thời gian qua. Địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân này chuyển đổi ngành nghề phù hợp để họ ổn định cuộc sống.